Tiến linh nào tụi bay, cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được lũ rết khổng lồ cổ đại này rồi. Thịt của bọn chúng chắc chắn sẽ chữa được bách bệnh. Mau, tôi xe xác bọn chúng đem về ngâm rượu đi. Vâng, thưa thủ lĩnh. Tiến linh nào anh em, mau dùng rìu chặt đầu, chặt chân, chặt đuôi bọn chúng ra thành ba khúc. Giết hết bọn chúng đi. Lần này chúng ta trúng một mẻ lớn rồi. Chúng ta sẽ không sợ hết thuốc trong một khoảng thời gian dài, đủ thuốc để chúng ta phục vụ chiến tranh xâm lược những vùng đất mới. Đằng kia, quá trời quá đất luôn kìa anh em ơi. Mau, mau, xé thịt bọn chúng rồi bỏ vào hành lý của chúng ta hết đi. Chết tiệt, lũ rết này cũng khá là mạnh đó. Bọn chúng đã bẻ gãy vũ khí của ta rồi. Nào, mọi người, nhìn tay nhìn chân lên đi. Đi, lấy trứng về làm cái gì chứ? Chúng ta chỉ cần xẻ thịt của lũ rết khổng lồ này là được rồi. Hay là chúng ta cứ nhặt nó về đi thủ lĩnh. Nếu nó nở ra một con rết con thì chúng ta sẽ sai khi con rết con đó đi tìm hang ổ rết mới cho chúng ta. Người nói cũng hợp lý đó. Thôi được rồi, chúng ta sẽ đem cái trứng này cùng với số thịt rết hồi nãy nhanh chóng quay về lâu đài của chúng ta nào. Đây ra thôi anh em. Có tiếng động, có tiếng bước chân, là một loài khác. Bọn chúng to gan dám tới gần hang ổ rết thuộc hạ của mình hay sao? Mùi gì nồng nàn thế này? Là mùi máu rết. Không, con cháu của mình gặp nạn rồi à. Chết tiệt, lũ khốn kiếp đó là những sinh vật gì? Bọn chúng tới gần hang ổ của mình là để giết con cháu của mình. Là lũ con người. Bọn chúng đã bắt đi ông chúa. Cái gì? Lũ con người à? Khốn kiếp, bọn chúng cũng bắt đi ông chúa. Khốn kiếp. Lũ con người, các ngươi hãy đợi đây. Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Chết tiệt, cái trứng này mấy ngày hôm nay tỏ ra cái mùi hôi thối quá. Chắc có lẽ ta phải đốt nó mới được. Tụi bay đâu? Dạ có, thưa thủ lĩnh. Trời đất ơi, sao mà nó đen thủi thế kìa. Mama, mẹ ơi. Thủ lĩnh ơi, nó nghĩ thủ lĩnh là mẹ của nó kìa. Thiệt là mắc cười quá đi. Lũ khốn kiếp, câm mồm. Không phải các người kêu ta bắt nó về rồi chờ nó nở ra rồi sai khiến nó đi tìm hang ổ rết mới cho chúng ta hay sao? Mama. Vậy thì từ nay con rết nhỏ này sẽ được bọn ta nhận nuôi, nhưng phải có nhiệm vụ đánh mùi, tìm ra hang ổ rết mới cho bọn ta. Đau quá, đừng đánh nữa. Thủ lĩnh ơi, dường như ở phía ngoài có chuyện gì xảy ra với dân làng của chúng ta thì phải. Chết tiệt, loài người chúng ta là loài mạnh mẽ và dữ tợn nhất, không lẽ có thú dữ tấn công làng chúng ta. Được rồi tụi bay, mau theo tao ra ngoài đó xem thử coi có chuyện gì. Lũ con người, các ngươi không chạy thoát được đâu. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi xuống dưới địa ngục. Chết tiệt, thứ rết gì mà sao to lớn khổng lồ thế này? Nó mạnh quá, nó còn phá tan nhà cửa của chúng ta nữa. Mau dùng vũ khí lớn hơn đi, phải giết chết được đó. Tiến lên, sẽ con rết độc ác xấu xa kia. Các người nói ta xấu xa độc ác à? Ta không bằng một góc của các ngươi đâu, lũ con người khốn kiếp kia. Mặc dù các ngươi nhỏ bé nhưng các ngươi thâm độc, luôn giết hại không những loài rết chúng ta mà đã rất nhiều sinh vật khác. Các ngươi coi chúng ta là thức ăn, thực phẩm, thuốc men để các ngươi sử dụng. Vậy thì bây giờ ta sẽ không để cho loài người các ngươi tồn tại nữa. Ta sẽ cho các ngươi mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Thủ lĩnh ơi, không hay rồi. Con rết khổng lồ này giết rất nhiều thần dân của chúng ta, phải làm sao bây giờ đây? Khổ kiếm thật. À đúng rồi, màu đem thứ đó ra. Thứ đó là thứ gì chứ? Là con rết con đó. Màu đem nó ra đây. Chúng ta sẽ sử dụng nó để y hiếp con rết khổng lồ này. Các người không thể y hiếp ta được đâu. Ta sẽ giết hết lũ con người khốn kiếp các ngươi. Chết đi, chết thật đi. Tụi lên đây, tôi dắt con rết con ra rồi đây nè. Nhưng nó đã lớn hơn, nó lột cái vỏ và nó phát sáng trông rất lạ. Đúng rồi, đây, con rết khổng lồ kia, mau dừng lại. Rết con của mày đang ở đây, nếu mày còn tiếp tục giết loài người chúng tao, tao sẽ giết chết đó. Con của ta, rết ấu chú đã nở rồi hay sao? Mày kiếp lũ con người chúng mày, mau thả nó ra, nếu không Rết Long Vương ta đây sẽ nghiền nát hết chúng mày. Cái gì? Mày là Rết Long Vương được nhắc trong truyền thuyết à? Không thể nào, không thể nào. Đúng vậy, tổ tiên của ta là loài rết tinh, từng ăn nằm với loài rồng để rồi bọn ta. Và bọn ta vì không muốn những loài khác biết tới mình nên đã ẩn nấp trong những con rết bình thường và trở thành thủ lĩnh của bọn chúng. Trời đất ơi, hèn chi mày lại bự đến như thế. Rồi con rết con này, nó cũng là một con rết Long Vương luôn à? Đúng vậy, con của ta khi mới nở ra màu đen thui, lớn thêm một chút nó chuyển sang màu tím như thế này. Nhưng nó chỉ cần ăn một khối lượng thịt khổng lồ thì nó sẽ phát triển kích cỡ giống như ta, thậm chí còn lớn hơn ta. Thịt của lũ rết bình thường đã chữa được bạch bệnh, chắc chắn thịt của ngươi Rết Long Vương à sẽ giúp bọn ta trường sinh bất tử. Được rồi, ngươi muốn cứu lấy đứa con của mình không? Chết tiệt, lũ con người khốn kiếp đây, các người chết tới nơi rồi mà còn dám uy hiếp ta, đòi xẻ thịt ta. Bọn ta chỉ muốn có một cuộc giao dịch thôi. Con của ngươi hiện đang nằm trong tay của ta, nó thậm chí còn coi ta là mẹ nữa. Nếu ngươi mà tới đây một bước, ta sẽ lấy mạng nó ngay. Bây giờ ta muốn ngươi tự sát, chết đi, để ta chiếm lấy cơ thể của ngươi làm thuốc trường sinh bất tử. Đổi lại ta sẽ tha cho con ngươi về rừng được sống sót. Ngươi Được rồi, lũ con người khốn kiếp, các ngươi phải giữ lời đó. Dạy nó chết rồi kìa, hay quá, hay quá. Này rết con, mày mau về rừng đi. Khoan, ai cho con rết con này đi đâu chứ? Ta chỉ lừa con rết Long Vương mẹ kia thôi. Mày đi đâu thế, con rết con kia? Mấy người không phải là mẹ của tôi. Đây mới là mẹ của tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con ngon, con ngon. Lũ con người thật xảo quyệt. Mau ăn lấy thịt của mẹ, ăn lấy thịt của mẹ. Rồi Mẹ ơi, mẹ ơi, con biết rồi, con biết rồi. Quỷ thần thiên địa ơi, con rết con đó, nó ăn thịt mẹ của nó rồi kìa. Khổ kiếp thật. Trời đất ơi, nó còn biến thành khổng lồ nữa kìa. Nó không lẽ nó trở thành một con rết Long Vương thứ hai? Lũ con người chết hết đi. Mình phải rời khỏi nơi xấu xa này, mình phải quay trở lại rừng. Lũ rết đây, coi lần này chúng mày chạy được đi đâu. Hãy trở thành thức ăn cho bọn tao, để bọn tao đẩy chất độc trong người ra. Một lũ quái vật đang cố gắng giết một bầy rết à? Khốn kiếp, mau dừng lại, các người không được xâm phạm loài rết của chúng ta. Nhìn kìa mọi người, đó không lẽ là Rết Long Vương? Cuối cùng ông trời đã cử người ấy xuống cứu chúng ta rồi. Mẹ kiếp, cái gì? Một con rết khổng lồ à? Rết Long Vương à? Vậy thì bọn ta sẽ nhảy đầu mày luôn. Lũ khốn kiếp, vậy thì các người đừng có trách ta độc ác, chết hết đi. Hay quá, hay quá. Cuối cùng ngài hãy đã giết chết bọn xấu xa rồi. Xin ngài hãy ở lại đây với bầy loài rết chúng tôi. Hãy bảo vệ chúng tôi. Đổi lại, chúng tôi sẽ cung cấp nhiều rết cái để cho ngài duy trì nòi giống. Nhưng mà thôi được rồi.